Xin được kính chào quý anh chị em và các bạn đến với kênh của Đức Bền Ô Tô, có địa chỉ tại số 10 Thành Thái, công viên Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Anh chị em thân mến, hôm nay chúng tôi lại vừa mới về cho quý anh chị em và các bạn một cái mẫu xe Toyota Fortuner máy xăng một cầu số tự động, sản xuất năm 2015. Xe mang biển số tỉnh các bạn nhé, thì màu xám, xe cũng rất được yêu mến tại thị trường Việt Nam vào từ những năm 2009 đến năm 2018. Đây các bạn nhìn này, Toyota Fortuner các bạn nhé, cực kỳ đẹp, cực kỳ mới chất. Chất các bạn nhé, Toyota Fortuner. Khi mà các bạn mua một cái mẫu xe đã qua sử dụng ấy thì chắc chắn các bạn đã quan tâm nhiều yếu tố: xe bị tai nạn hay không, có bị ngập nước hay chưa, tháo cổ máy hay không, và đặc biệt hơn nữa là giấy tờ an ninh an toàn có đảm bảo hay không. Đấy, nhiều trường hợp khách hàng tiền mất tật mua, mua bằng những xe cầm đồ, cầm cắm ngân hàng rất nhiều. Bây giờ thì phải xanh thì ít, lý thông thì nhiều, nên là chúng tôi đi mua hàng cũng rất là dễ bị sợ bị lừa đảo các bạn nhé. Có những ngày đi 600-700 cây số ấy, nhưng mà cũng rất là khó mua các bạn ạ. 600-700 cây số, nhưng qua tôi đi 600 cây số, xem đến 5 xe mới mua được có 2 xe thôi. Rồi xe tai nạn, rồi xe ngập nước giờ rất là nhiều. Đây anh chị em thấy chưa? Tôi lơ số tự động các bạn nhé, vành màu đen này. Xe thì rất đẹp các bạn ạ. Xe rất đẹp. Bình tĩnh các bạn nhé, bình tĩnh. Dán thêm cái nhiệt Luma, cực kỳ đẹp các bạn ạ. Máy xăng đấy, trung tâm Fortuner đã qua sử dụng. Hiện tại thì nhà tôi còn gần chục con xe Toyota Fortuner, bao gồm có máy xăng, thì có máy xăng 2015, Sportivo 2015, một cầu 2015, 2013 cũng có, 22 cũng có các bạn nhé, 22. Xe này chúng tôi đang chào bán là 648 triệu. Giá thì có thể thương lượng được. Anh chị em nào quan tâm thì cứ gọi điện số điện thoại 0939 06333 các bạn nhé. Chúc anh chị các bạn thật nhiều sức khỏe. Xe thì hỗ trợ trả góp lên đến 50-60%, chỉ cần chuẩn bị khoảng tầm 288 triệu, thậm chí là 233 triệu là có thể sở hữu ngay dòng xe này rồi. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị các bạn.